Vậy thì cách này cũng là cái cách để giúp cho bà con mình trị bị nứt nẻ tay chân. Bà con mình nhớ nha, nứt nẻ tay chân rồi bị nước ăn chân, ăn tay. Đấy thì cũng dùng cái cách này, chúng ta điều trị rất là nhanh khỏi. Đang trên đường đi tìm cái thuốc cho bà con thì là bắt gặp được một cái thuốc giúp cho bà con mình điều trị các chứng về nứt nẻ tay chân hay là bị côn trùng cắn đốc đặc biệt là bị ong vò và nó đốt thì bà con mình dùng cây này là khỏi ngay cây này có rất là nhiều công dụng ví dụ như chúng ta dùng để điều trị đau dạ dày nè rồi đau ở vùng thắt lưng nè rồi bị đòn ngạ tổn thương nè thì bà con mình dùng một cách rất là đơn giản sẽ giúp cho bà con mình điều trị rất là nhanh các cái chứng này rồi bây giờ thì lâm xin mời bà con mình cùng lâm quan sát dược liệu ha lâm nghĩ một số bà con mình rất là quen thuộc với cây này Cái dược liệu của chúng ta hôm nay đây nè bà con Cái này chắc một số bà con mình rất là quen rồi đây. Hoa rất là nhiều đây. Cái này có rất là nhiều tên gọi à, Lâm chia sẻ từ từ thì bà con mình cảm thấy cái này Nó đáng được trồng với gia đình Bởi vì tác dụng của nó thì gần như là bà con mình nên để dành Khi bà con bị đau răng Cũng dùng cái này điều trị đau vùng thắt lưng cũng dùng cái này điều trị bị đòn ngã tổn thương cũng dùng cái này điều trị đau dạ dày cũng dùng cái này điều trị bị côn trùng cắn đốt cũng dùng cái này điều trị đặc biệt là khi bà con mình bị ong ong vò vẽ nó cắn á thì bà con mình sẽ dùng cái này điều trị rất là nhanh khỏi rồi bà con mình đi đám đi tiệc về đúng không à, nhậu vô một ít trong người rất là khó chịu rồi dùng cây này sẽ giúp cho chúng ta à, thanh lọc cơ thể và con mình à, rất là mau tỉnh ha à. tiếp theo là gì ạ cái này trị nước nẻ tay chân những người nào mà tiếp xúc với môi trường nước nhiều đúng không bị nước ăn chân dùng cây này điều trị là khỏi rồi bây giờ thì làm à, sẽ quay cận cảnh lại cái cây cà dại hoa trắng này ha cái này á thì à, một số nơi người ta sẽ có nhiều cái tên gọi khác nhau ví dụ như cà hoang nè rồi cà quạnh nè đúng không nhưng mà tên mà bà con mình dễ biết nhất đó là cà dại hoa trắng. Đây, bà con mình quan sát phần lá ha. Ở dưới phần lá của nó đó thì nó nhám gần nội rất rõ. Đây, ví dụ như cái nhánh này, bà con mình thấy không? Đây là những đặc điểm của nó nè bà con. Đó. Thân của nó có một lớp lòng ráp. Đây là hoa của nó nè. cái cụm hoa thì như thế này. Đây, đây là cụm trái của nó nè. Đấy, Chúng ta dùng cái phần trái này cũng làm thuốc được nè bà con Đó, lá này cũng làm thuốc được Đó, hoa này cũng làm thuốc được Rễ của cái này cũng làm thuốc được Đây, đây là cái trái của nó Đó. Đó, trái, ha. Đó. Khi bà con mình đi đám đi tiệc về Nhậu một ít đúng không Dùng cái trái cà này Bà con mình rửa sạch đi, chả đôi ra Nấu một món canh để chúng ta ăn à, Món canh này nó giúp cho bà con mình Thanh lọc cơ thể loại bỏ tất cả các loại độc tố trong cơ thể đang có ra ngoài rất là mau tỉnh Đây là một cái món ăn mà lâm học được từ các người đồng bào dân tộc miền núi. Ít người biết lắm đúng không bà con? Cái loại cà này người ta còn làm muối chua nữa, muối chua ăn rất là giòn và rất là ngon. Bà con mình có thể dùng trái cà này để làm thực phẩm ăn hàng ngày để thay đổi khẩu vị, để giúp cho món ăn của bà con mình ngon. Rồi khi mà bị ong uh, ong dò dẻ hoặc là côn trùng cắn đốt á bà con mình uh, thường là dùng cái trái này nè đó, bà con mình giả nhiễn ra có thể là kết hợp với uh, một ít lá đấy bà con mình giả nhiễn ra rồi uh, bà con mình gạn lấy cái nước bà con mình bôi lên ha bôi lên các cái vị trí đó vậy thì cách này cũng là cái cách để giúp cho bà con mình trị bị uh, nứt nẻ tay chân bà con mình nhớ nha nứt nẻ tay chân rồi bị uh, nước ăn chân ăn tay Đấy, thì cũng dùng cái cách này chúng ta điều trị rất là nhanh khỏi. Phần rễ của cây cà này á, thì khi bà con mình thu hoạch á, thì chúng ta có thể thu hoạch quanh năm được. Đấy. À, bà con mình sau khi thu hoạch thì nhớ rửa sạch nha, phơi khô ra, cắt đoạn ngắn ngắn ra cho nó dễ khô rồi bảo quản tốt. Dùng để điều trị đòn ngã tổn thương nè, đau dạ dày nè, rồi bà con mình bị đau răng á, thì dùng liều lượng từ 10 đến 15 gram Đối với bệnh đau răng á, Thì bà con mình dùng 10 gram sắc đặt nước, ngậm khoảng 5 phút nhỏ ra Hết đau răng Đấy, Rất là hay Rồi, còn à, sắc nước để uống á, Thì à, bà con mình chỉ cần à, sắc từ 10 đến 15 gram sắc với khoảng 6 bát nước Cạn còn khoảng 2 bát thì chúng ta tắt bếp đi Bà con mình rây lọc lấy cái phần nước này ra Chia làm à, 2 lần dùng trong ngày Đây là cái bài thuốc để giúp cho chúng ta Điều trị bên trong cái chứng đòn ngã tổn thương rồi bà con mình bị đau ở vùng thắt lưng hoặc là bị đau dạ dày thì chúng ta dùng cách này đó bà con mình thấy tuyệt vời không ạ à, một loại cây có thể dùng làm thực phẩm một loại cây rất là quen thuộc với bà con có thể là một số bà con mình không biết nhưng một số bà con mình thì rất là quen thuộc với loại cây này đây cây này thì người ta có nhiều tên gọi tùy theo vùng miền thôi đúng không bà con đó tùy theo vùng miền thôi À, chúng ta sẽ có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cây này tên phổ thông của nó là cây cà dại hoa trắng hoa trắng nhưng mà nhiều vàng rất là nổi trội đúng không rồi vậy thì hôm nay lâm chia sẻ cho bà con mình một số bài thuốc rất là đơn giản rất là dễ làm nhưng mà làm nghĩ bà con mình rất cần ở đây thì lâm xin bổ sung thêm một tác dụng nữa bà con mình nhớ ha người nào bị lăng beng lấy trái cà này ha à, cắt đôi ra bôi lên ha chúng ta bôi lên cái vị trí lăng beng nhưng mà trước đó thì bà con mình có thể là chúng ta dùng cái vật gì đó Chúng ta làm cho nó tróc cái mai lăng ben ra Rồi chúng ta bộ đồ trái cà này ra, chúng ta bồi lên Đây. Giúp cho bà con mình trị lăng ben rất là tuyệt vời đấy Rồi, cây cày dại hoa trắng Một cây không thể thiếu trong gia đình chúng ta Bởi vì làm thực phẩm rất là ngon Nhưng cây này là một cây tiêu thủng Rồi tán ứ Rồi hoạt huyết Cho nên bà con mình trị cái chứng mà đau ở vùng thắt lưng đó, rất là hay kể cả đau dạ dày bà con mình dùng cây cà dạy hoa trắng này cũng khỏi rồi một cây dược liệu quen thuộc nhưng mà trị rất là nhiều bệnh đúng không bà con đó lâm thì lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng chia sẻ cho bà con mình những cái tác dụng mà gần như bà con mình có dược liệu sẵn ở gia đình luôn nhưng mà chưa biết cách sử dụng hoặc hoặc là chưa biết cách sơ chế dược liệu vậy thì hôm nay lâm chia sẻ cho bà con mình một trong những cây mà bà con mình có thể dùng làm thực phẩm này. Ăn hàng ngày để thay đổi món ăn, thay đổi khẩu vị, à, giúp cho ngon miệng. Nhưng nó là một trong những cái thuốc điều trị, Lâm nghỉ rất là nhiều bệnh. Rồi, đến đây thì làm xin phép quý các bác anh chị cũng như các bạn làm mà kết thúc video ha. Làm mong muốn những cái video của mình sẽ được bà con mình chia sẻ bởi vì đây là lợi ích của cộng đồng. À, đây cũng là những gì mà làm muốn bà con mình giúp đỡ lắm. Rồi, cảm ơn bà con mình đã dành thời gian theo dõi video. À, nếu như bà con mình có thắc mắc hoặc là muốn biết thêm chi tiết về các loại vật liệu mà Lâm chia sẻ đó, thì có thể liên hệ với Lâm qua số Zalo ha. Còn bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý các bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.